trong đời thường phú quý của gia đình nhà ngài chúng tôi đang ra dựng vòng đây để chào đón tất cả quý vị. Vì vậy với vai trò là vị chủ nhà mến khách, hay lời cho phía gia đình nhà ngài cũng như đỡ lời cho cô dâu Hạnh Thảo, trân trọng kính mời phái đoàn gia đình nhà trai, các vị khách quý, bà con khu phố, anh em bạn hữu xa gần, những người bạn nam nữ, thanh niên, những người bạn đồng nghiệp của chú rể và cô dâu. Mời quý vị chúng ta sẽ di chuyển trước vào phía bên trong căn phòng của gia đình nhà ngài chúng tôi, tìm chọn cho mình những chỗ ngồi thật trang trọng lý tưởng để cùng dõi theo và chúc mừng hạnh phúc đối với sự kiện lễ đặt tài vô quy. Nhưng đến ngày hôm nay, cho cô dâu Hạnh Thảo được sánh duyên đẹp đôi cùng chú rể Lương Dũng. Vì vậy một lần nữa, thay lời cho phía gia đình nhà gái, trân trọng kính mời và trân trọng chào đón tất cả quý vị.